Xin chào thầy và các bạn, em tên là thái Phương đến từ lớp IG45 Hôm nay em xin trình bày về viêm bằng quang statistic Chúng ta cũng phải biết đối với một người bình thường từ khi mới sinh ra đến lúc 80 tuổi sẽ không bị viêm bằng quang nếu như không gặp các trường hợp như là thay đổi pH vùng niệu đạo âm đạo hoặc là bị các bệnh nền như là tiểu đường, lao phổi, bệnh hệ thống lupus ban băng đỏ hoặc những bệnh gây suy giảm miễn dịch Nguyên nhân viêm bằng quang 80% là do vi khuẩn của coli, 20% còn lại là do các bệnh như nhiễm trùng cơ hội, nhiễm trùng bệnh viện hoặc là bội nhiễm. Khi gặp một bệnh nhân có gặp triệu chứng như lút như là tiểu lắc nhắt tiểu gắt, mắt tiểu không nhìn được hoặc là tiểu đi bốn lần chúng ta cần phải tìm rõ nguyên nhân. Nếu như nghi ngờ bệnh nhân lút do viêm bàng quang thì chúng ta cần phải thử nước tiểu của bệnh nhân. Nếu như nước tiểu có bạch cầu dương tính, ni chết dương tính và pH lớn hơn 7, chúng ta sẽ cho bệnh nhân làm xét nghiệm PCR khi bị tái nhiễm viêm bằng quang nhiều lần 3 4 lần 1 năm chúng ta phải cấy để xem những lần nhiễm trùng con Eucoli đó có cùng tiếp hay không nếu như cùng tiếp thì có thể do thuốc chưa đủ mạnh hoặc thuốc không tới được do ổ nhiễm trùng ở sâu cần can thiệp ngoại khoa đối với liệu dùng kháng sinh thì đối với những người trẻ tuổi mới quan hệ chúng ta chỉ cần một liệu kháng sinh đối với những người sau 65 75 tuổi chúng ta cần điều trị trên 10 ngày và những người trên 75 tuổi chúng ta sẽ cần điều trị trên 2 tuần em xin hết